mà tôi đã. Bravo. Ờ, mọi người đâu hết rồi? Và đây là khu vực F&B, là nơi luôn cung cấp tất cả đồ ăn thức uống dành cho raver. Ai mà đói thì đến đây ăn nhá. Đây chính là khu vực booth của nhà tài trợ Binbus. Tại đây thì mọi người có thể đến để lấy những cục pin bus về sạc điện thoại cho mình. Bởi vì raver khi mà đến festival ấy thì chắc chắn là điện thoại cũng sẽ hết pin rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Các bạn hãy đến khu vực pin bus để có thể lấy những cục pin sạc điện thoại cho mình, dùng những nguồn năng lượng xanh. Đây là một khu vực rất là quan trọng. Đó chính là khu vực top up, nạp tiền để chúng ta có thể sử dụng tất cả các dịch vụ của Revolution tại đây. Đây chính là một trong những nhãn hàng liên kết với cả Revolution, đó chính là Grab. Nếu như chúng ta đến đây có gặp một vấn đề gì về phương tiện đi lại di chuyển thì Grab sẽ luôn luôn hỗ trợ chúng ta, luôn luôn đón và luôn luôn đưa về tận nhà. Và ngay bên cạnh của Grab đó chính là một cái nhãn hàng cũng là nhà tài trợ dành cho Revolution, đó chính là Lay's. Chúng ta đang đi qua một khu vực gọi là khu vực quầy VIP, VIP dành cho những khách VIP. Có thể nói là đây là một trong những quầy VIP lớn nhất từ trước đến nay mà tôi từng gặp. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau khi mà đi hết một vòng nhá. Chúng ta có thể thấy đây là một quầy y tế để có thể can thiệp, hỗ trợ bất khi mà bất cứ có một trường hợp gì xảy ra dành cho raver. Và đây là khu vực luôn luôn sôi động, luôn luôn năng lượng nhất, khu vực dành cho GA. Mà sao lại không có ai ở đây nhỉ? Các bạn nên nhớ, nếu như lần sau Revolution diễn ra, chúng ta hãy cùng đến thật sớm để có thể ủng hộ local artist. Hiện nay local artist đang diễn mà xung quanh không hề có ai luôn. Buồn. Tiến đến một khu vực gọi là quầy kỹ thuật. Đây có thể nói là trái tim của Revolution. Bởi vì sao? Bởi vì đây là khu vực có thể điều khiển tất cả mọi thứ xung quanh sân khấu của Revolution. Điều khiển hết tất cả mọi thứ, từ âm nhạc cho đến ánh sáng cho đến visual. Trái tim của Revolution ở đây. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá xem khu vực VIP nhất của Revolution có gì nhá. Chúng ta có thể thấy một khu vực gọi là thảm đỏ tại Revolution. Có lẽ đây là khu vực góc nhìn đẹp nhất, được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh Revolution ngày hôm nay. Và theo như tôi thấy, đây là khu vực có góc nhìn rộng nhất, đo nhất và đẹp nhất luôn. Đây là một quầy của một nhãn hàng cũng là kết hợp với Revolution, đó là Fiesta. Và một đơn vị hỗ trợ nữa, tài trợ nữa dành cho Revolution, đó chính là Metal. Và cuối cùng có lẽ là một nhãn hàng mà rất nhiều người biết, đó chính là Johnny Walker. Và đây là một điều đặc biệt của Revolution. Revolution không chỉ có một sân khấu main stage mà còn một sân khấu nhỏ nữa ở
phía trước cửa dành cho các raver có thể trải nghiệm rất nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Và chúng ta hãy cùng khám phá xem sân khấu Substage này có gì nhá. Đây chính là sân khấu Substage, một sân khấu đặc biệt của Playground, mở ra dành cho các bạn trẻ có thể chơi nhạc cũng như là thay đổi màu sắc âm nhạc tại Revolution. Một điều đặc biệt như tôi đã nói là không chỉ có mỗi main stage mà còn có cái substage này để chúng ta có thể đa dạng hóa những cái phong cách âm nhạc dành cho raver. Hello. Five minutes later. Hả? Anh không có vòng à? Vòng à? Vòng, mình là nghệ sĩ mà. Vâng, mà trong đây phải có vòng mới vào được. Không, nhưng mà mình là nghệ sĩ mà. Anh đồng cảm thì có vòng. Không, mình là nghệ sĩ. Anh đồng cảm nha, vậy là chương trình phải có vòng mới vào được. Kỳ ta, sao đuổi mình ra vòng. Mình có vòng mà. Artist and hoi. Tưởng gì chứ vòng thì không thiếu. Let's go. Như vậy là tôi đang đi vào trong rồi các bạn ơi. Và mọi người cũng đã bắt đầu đi vào rồi. Có vẻ là khá là đông rồi đấy. Xung quanh tôi đang rất là nhiều người đang đến tham gia cùng Revolution. Tại sao mọi người lại đứng im như này nhỉ? Tại sao mọi người lại đứng im như này? Hãy nhìn tôi làm trò này. Bây giờ là gần đến giờ tôi chuẩn bị lên sân khấu rồi, thế nên bây giờ tôi phải quay trở lại backstage để chuẩn bị cho phần trình diễn của tôi cùng với DJ Mai Hào, DJ Giang Tô, Black Ca và Woody cùng với một vị khách đặc biệt
các bạn chờ đón nhá. Chàng trai rất là đáng yêu, dễ thương, có tên là